Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Huế TV. Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu với các bạn về lịch sử và văn hóa Thừa Thiên Huế. Thừa Thiên Huế là vùng đất văn hiến có bề dày lịch sử, văn hóa đặc sắc và truyền thống cách mạng vẻ vang, có nhiều di sản văn hóa, di tích lịch sử và hàng trăm lễ hội mang đậm đà bản sắc dân tộc văn hóa Huế. Thừa Thiên Huế thực sự là nơi hội tụ các tiềm năng thế mạnh để xây dựng và trở thành trung tâm văn hóa du lịch đặc sắc của cả nước. Theo các tài liệu xưa, từ hàng nghìn năm trước, Thừa Thiên Huế đã từng là địa bàn cư trú của cộng đồng cư dân mang nhiều sắc thái văn hóa khác nhau. Trên nền tảng vật chất và tinh thần được hình thành ở Huế từ đầu thế kỷ 14, khi vua Chăm là Chế Mân dâng hai châu Ô Rĩ cho nhà Trần để làm sảnh lễ cưới công chúa Huyền Trân. Các chúa Nguyễn từ thế kỷ 16 đến thế kỷ 18, triều đại Tây Sơn cuối thế kỷ 18 và 13 đời vua Nguyễn từ năm 1802 đến năm 1945 đã tiếp tục phát huy và gây dựng ở vùng Huế một tài sản văn hóa vô giá của đô Huế ngày nay vẫn còn lưu giữ được trong lòng những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể chứa đựng nhiều giá trị biểu tượng cho trí tuệ và tâm hồn của dân tộc Việt Nam. Ngày nay, Thừa Thiên Huế tự hào gìn giữ một gia tài văn hóa tiêu biểu cho văn hóa Việt Nam, bao gồm cả hệ thống di sản văn hóa vật thể với gần 1.000 di tích, địa điểm di tích lịch sử cách mạng, di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, di tích tôn giáo. Trong đó, tiêu biểu và nổi bật nhất là quần thể di tích cổ đô Huế, nhà nhạc cung đình Huế đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Mới đây, một bảng triều nguyện, chú bảng triều nguyện và thơ văn thiết kiến trúc cung đình Huế đã được UNESCO công nhận là di sản tư liệu. Bên cạnh đó, những làng nghề truyền thống với những sản phẩm kết tinh giá trị văn hóa của một vùng đất đã được bảo tồn khôi phục như làng điêu khắc Mỹ Xuyên gồm phật tích, hoa giấy thanh tiên, tranh dân gian làng Sình, tranh thiêu cổ đô, đan lạc bao la, góc giả viên, đúc đồng phường đúc, dịch dền, á lưới. Thừa Thiên Huế là vùng đất lưu giữ những giá trị nghệ thuật ẩm thực với gần 1.700 món ăn cung đình và dân gian độc đáo hấp dẫn. Bên cạnh các di sản vật thể, Thừa Thiên Huế là nơi tập trung các giá trị văn hóa phi vật thể phong phú đa dạng với các loại hình nghệ thuật diễn xướng cung bình bác học, nghệ thuật trang trí, mỹ thuật ẩm thực, phong tục tập quán. Nhà nhạc Việt Nam, nhà nhạc cung đình triều Nguyễn đã được UNESCO công nhận là kiệt tác phi vật thể và truyền khẩu của những loài đã và đang được gìn giữ phát huy giá trị. Trong những năm gần đây, những loại hình múa hát cung đình, lễ nhạc cung đình, tuồng Huế, ca Huế, các kịch Huế và các làn điệu dân ca, dân nhạc, dân vũ của các dân tộc thiểu số đã và đang tiếp tục được đầu tư sưu tầm, khôi phục, phát huy và phát triển, đưa vào khai thác để phát triển du lịch. Thừa Thiên Huế tôn vinh là thành phố của lễ hội, thành phố của Festival Việt Nam với trên 500 lễ hội, bao gồm các lễ hội cung đình, lễ hội dân gian truyền thống, lễ hội tôn giáo tồn tại từ bao đời nay và gắn liền với những giá trị văn hóa của vùng đất. Đó là nguồn tài nguyên nuôi dưỡng và bồi đắp từ bao giai đoạn của lịch sử nay tiếp tục được hâm nóng, khôi phục, khai thác và phát huy giá trị. Hiện nay có hơn 100 lễ hội dân gian, lễ hội truyền thống và hiện đại được các địa phương khôi phục và phát huy, tiêu biểu như lễ hội cung đình Huế, lễ tế Nam Giao, lễ tế đàn xã tắc, lễ truyền lô, lễ tế văn miếu và các lễ hội văn hóa tín ngưỡng tôn giáo như lễ Phật đản, lễ hội điền Huế Nam, lễ hội Quán Thế Âm, lễ hội tưởng nhớ các vị khai căn thần hoàng, lễ tưởng niệm các vị tổ sư làng nghề như lễ hội cầu ngư, lễ hội vật võ làng Sình, vật võ làng Thủ Lệ, đu tiên phong hiền, lễ hội làng chuồng, lễ hội đua ghe, lễ hội thả diều và nhiều lễ hội khác như lễ hội đền Huyền Trân, lễ hội văn hóa thể thao đồng bằng các dân tộc miền núi, lễ hội làng cổ Huyền Thoại Biển, lễ hội Thuận An bị gọi. Đặc biệt, quy mô và ấn tượng nhất là lễ hội Festival Huế được tổ chức định kỳ 2 năm một lần vào các năm chẵn và Festival nghề truyền thống 2 năm một lần vào các năm lẻ với những chuỗi hoạt động văn hóa, lễ hội ấn tượng, đặc sắc kết hợp với các hoạt động giao lưu văn hóa quốc tế sôi động, đa dạng, phong phú đã được trình diễn trong các kỳ Festival đã góp phần nâng cao vị thế văn hóa Huế trong nước và quốc tế. Hiện nay, công tác bảo tồn, phát huy những giá trị di sản văn hóa vật thể phi vật thể được đẩy mạnh, hệ thống di tích lịch sử cách mạng, quần thể di tích cố đô Huế và các danh lam thắng cảnh
được gìn giữ tôn tạo, các loại hình nghệ thuật cung đình dân gian truyền thống được nghiên cứu sưu tầm khôi phục và phát huy giá trị. Có thể khẳng định rằng những hệ thống di sản văn hóa vật thể và phi vật thể mang đến nhiều ý nghĩa quốc hồn quốc túy cho dân tộc. Di sản Huế được bảo tồn rất tốt bởi những nỗ lực không mệt mỏi của Đảng bộ và nhân dân Thừa Thiên Huế. Hy vọng rằng sẽ mang đến cho du khách một xứ Huế mộng mơ và giàu bản sắc văn hóa của Tân Kỳ xứ Huế. Xin đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi. Xin cho một like, một share.